cho thầy và các bạn. Trong cái thời buổi kinh tế xã hội khó khăn như hiện nay, thì các nhà đầu tư luôn đòi hỏi làm thế nào để giảm chi phí đầu tư bằng việc là giảm cái chi phí nhân công, thay vào đó là áp dụng những cái công nghệ hiện đại, là những công việc thay thế cho công việc của con người. Cũng như là ví dụ như là ở các nhà xe hay các cái siêu thị hiện nay, thì họ đã áp dụng cái công nghệ RFID vào để tăng cái nguồn thu cho nhà đầu tư, giảm cái nguồn chi. Hiệu quả vậy, công nghệ RFID là gì? Xin mời thầy và các bạn cùng chúng em tìm hiểu. RFID là phần từ viết tắt của Radio Frequency Identification và công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Công nghệ này cho phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ thống thu phát sóng radio, từ đó có thể giám sát, quản lý hoặc lưu viết từng đối tượng. Các hệ thống RFID thường sử dụng tần số 125 kHz hoặc 900 MHz. Phần cấu trúc hệ thống RFID gồm có 4 thành phần chính, đó là thẻ RFID, reader, antenna và server. Thẻ RFID là một thẻ gắn chip và anten được lập trình điện tử với thông tin duy nhất, gồm có 2 thành phần chính, chip và antenna. Bộ nhớ của chip có thể chứa tới 96 bit đến 512 bit dữ liệu, gấp 64 lần so với mã vạch, lưu trữ một số thứ tự duy nhất hoặc thông tin khác dựa trên loại thẻ. Antenna được gắn với vi mạch truyền thông tin từ chip đến reader. Antenna càng lớn, cho biết phạm vi đọc càng lớn. Thẻ RFID mang dữ liệu, một vật, một sản phẩm nào đó và gắn lên sản phẩm đó. Mỗi thẻ có các phần lưu trữ dữ liệu bên trong và cách giao tiếp với dữ liệu đó. Và thẻ RFID giống như những dạng giấy và được ứng dụng để bỏ vào hộp và đóng gói. Một số khác được sát nhập thành vách của thùng chứa plastic được đúc, còn một số khác được xây dựng thành miếng da ba cổ tay. Mỗi thẻ được lập trình với một nhận dạng duy nhất cho phép theo dõi không gian đối tượng hoặc con người đang gần thẻ đó. Thông thường mỗi thẻ RFID có một cuộn dây hoặc anten, nhưng không phải tất cả RFID đều có vị chip và nguồn năng lượng riêng. RFID Reader, đầu đọc RFID, là thiết bị kết nối không dây với thẻ để dễ dàng nhận dạng đối tượng được gắn thẻ. Nói đơn giản, đó là một thiết bị đọc và ghi dữ liệu trên thẻ RFID tương thích. Đầu đọc đó có nhiệm vụ kích hoạt thẻ, chỉnh dữ liệu bằng sóng vô tuyến với thẻ, thực hiện giải điều chế và giải mã tín hiệu nhận được từ thẻ ra dạng tín hiệu cần thiết để chuyển về máy chủ, đồng thời cũng nhận lệnh từ máy chủ để thực hiện các yêu cầu truy vấn hoặc đọc ghi thẻ. RFID Reader còn có các thành phần: máy phát, máy thu, vi mạch, bộ nhớ, các kênh xuất nhập khẩu của cảm biến, cơ cấu chấp hành, bản tín hiệu điện báo bên ngoài, mạch điều khiển, giao diện truyền thông, nguồn năng lượng, antenna thu phát sóng vô tuyến, host computer, cơ sở tầng truyền thông, database. Phương thức làm việc của RFID. Một hệ thống RFID có 3 thành phần cơ bản: thẻ, đầu đọc và một host computer. RFID hoạt động trên nền tảng sóng vô tuyến kết hợp với máy tính quản lý bao gồm thẻ, đầu đọc và máy tính chủ. Thẻ RFID gắn vào sản phẩm được tích hợp chip bán dẫn và anten thu sóng. Đọc từ thẻ, những tín hiệu từ thẻ RFID từ xa có thể lên đến 50m tùy vào nguồn năng lượng được cung cấp cho thẻ RFID. Chuyển dữ liệu đến máy tính để phân tích và xử lý thông tin về đối tượng đó. Các chip được sử dụng trong thẻ RFID có thể giữ một số lượng lớn dữ liệu. Chúng có thể chứa thông tin như chuỗi số, thời gian, hướng dẫn cấu hình, dữ liệu kỹ thuật, sổ sách y học và lịch trình. Cũng như phát sóng TV hay radio, hệ thống RFID cũng được sử dụng. 4 băng thông tần số chính: tần số thấp, tần số cao, siêu cao tần hoặc sóng cực ngắn V3. Các hệ thống trong siêu thị ngày nay hoạt động ở băng thông siêu cao tần, trong khi các hệ thống RFID cũ sử dụng băng thông tần số thấp và tần số cao. Băng thông V3 đang được để dành cho các ứng dụng trong tương lai. Các thẻ RFID có thể được cấp nguồn bởi một bộ biên thu nhỏ trong thẻ, các thẻ active, hoặc bởi một RFID reader mà nó quét cấp thẻ để yêu cầu trả lời khi thẻ đang trong phạm vi, hay còn gọi là thẻ passive. Thuận lợi và khó khăn trong việc sử dụng công nghệ RFID. Thuận lợi: không phải sắp xếp kiểm kê với tốc độ cao, lưu vết đối tượng, hoạt động đáng tin cậy trong môi trường không thuận lợi, thu thập dữ liệu nhanh và thao tác không tiếp xúc. Hệ thống triển khai với RFID có năng sẽ tăng năng suất lao động, tự động hóa nhiều quá trình sản xuất, tăng sự thỏa mãn khách hàng và tăng lợi nhuận. Và khó khăn của công nghệ RFID đó là giá cao, dễ bị ảnh hưởng, dễ hủ tiêu các task liên quan tới người sử dụng, đụng độ đầu đọc, tác, thiếu chuẩn.
Ứng dụng của công nghệ RFID ở Việt Nam, hệ thống RFID được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống bãi giữ xe thông minh. Hệ thống bãi giữ xe thông minh ứng dụng RFID còn có máy tính có cài đặt phần mềm riêng quản lý bãi xe. Phần mềm này có nhiệm vụ quản lý thông tin, dữ liệu hình ảnh của khách gửi xe được camera giám sát thu ở cả hai làn ra và vào. Một đầu đọc thẻ được kết nối với máy tính có vai trò là anten thu phát tín hiệu từ thẻ khi khách gửi xe đi qua làn và bãi xe. Thẻ từ sẽ được đọc bởi đầu đọc thẻ, hệ thống nhận diện lưu trữ hình ảnh khuôn mặt khách gửi và biển số xe. Thẻ được khách giữ như một chiếc vé xe để đến khi khách lấy xe, thông tin trên thẻ được quét qua đầu đọc một lần nữa. Thông tin nếu trùng khớp giữa lúc xe ra và xe vào thì khách có thể lấy xe ra khỏi bãi. Hệ thống hoạt động theo kế với độ bảo mật cao nên mọi trường hợp bắt máy để có thể loại trừ. Ngoài ra, ứng dụng của RFID còn được ứng dụng trong quản lý lưu thông hàng hóa. Đây là ứng dụng tuyệt vời nhất của công nghệ RFID trên cơ sở kết hợp Internet và ứng dụng Lao, cho phép chúng ta theo dõi món hàng được vận chuyển đi đến đâu trong suốt quá trình vận chuyển. Đặc biệt với những hàng hóa quan trọng vận chuyển xuyên biển, đường dài, giúp việc theo dõi, kiểm tra, giám sát trở nên cực kỳ đơn giản. Bên cạnh những ứng dụng nổi bật đó, còn có rất nhiều ứng dụng thiết thực cho quản lý như nhà máy, thư viện, chấm công, nhà ăn, quản lý sinh viên, quản lý bệnh viện, hoặc là khóa cửa dùng công nghệ RFID, chống trộm xe máy.